Rồi chào anh em nha. Nay mới về hai em giúp bô trên tay giới thiệu tới anh em nhé. Đây là một cặp thủy quân lục chiến Mỹ và chú rắn hổ mang chúa nha anh em. Em này là ráp đồng thủy quân lục chiến Mỹ nha anh em, Marine nha. Đáy bằng khắc hai mặt trước và sau luôn nha anh em. Logo của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ nha. New 100% full box nha anh em. Chính hãng với bô Mỹ nha. Ráp lõi đồng nha anh em. Hàng chính hãng với bô Mỹ. Đầy đủ hộp giấy tờ mã vạch luôn nha anh em. Có gì anh em cứ vào link Facebook ở dưới xem hình ảnh chi tiết em nói nha. Phần miêu tả video nha anh em. Anh em trên tay em này nó sang trọng nha. Ý nghĩa quân đội Hoa Kỳ nha anh em. Còn đây là em Chrome khắc chú rắn hổ mang nha anh em. Chrome trắng. Hàng mới full box luôn nha anh em. Chrome trắng đáy lõm nha anh em. Khắc chìm chú hổ mang chúa nha. Chính hãng với bộ Mỹ nha anh em. Hàng mới 100% nha, zin hết nha anh em. Chưa đụng chạm gì tới em nói nha. Giá phần miêu tả video nha anh em. Sao bóng nha. Khắc chú hổ mang rất là uy lực nha anh em. Mã vạch đầy đủ nha anh em. Mã vạch cho sản phẩm thị trường quốc tế nha. Giấy tờ kèm theo. Rồi bye anh em nha, hẹn gặp lại nha.